Xin chào quý vị, anh chị, cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Nay thì em lại đến tuần thứ tư của cuối tháng này, lại đi vứt rác. Tuần này thì em lại vứt cái nồi cơm trước này, vâng, nặng quá. Như cái ruột của cái nồi lít 8 trước em vứt. Đứt đứt cơ quân vứt cái ruột, nó cái vỏ mà quên mất cái ruột, nay thì vứt luôn. Chả để làm gì. Ngoài đang mới thấy đặt vặt pin vứt, vứt. Cơm này thì nó nấu Toshiba áp suất chân không. 1 lít mà nặng, không nhận loại này nặng thật, mà nấu cơm em thấy không không ngon mấy bằng so với nồi Tiger trước. Nồi Tiger thường ý hát thôi, cao tần thôi, nhưng mà nó cũng ngon hơn nhiều so với cái nồi Toshiba này. Có thể là thế hệ ở thế hệ thì nó tương đương nhau, đứa con trước cũng là 2 đến 12, con này 2012. Cho nãy thì em có chuyện về cho anh ở anh Thìn thành Lạng Sơn anh chị Hà Sơn Hà Giang em quên mất đấy, cái con này thì em bỏ đi. Cái túi rác bên này là cái túi rác chuyên dụng, cái túi này thì được vứt cái rác này, nhưng phải như mình là cái bọ bừa bao bì nào cũng được. Ở bên này cái bếp ga ga của Hyundai cũ quá, nó rơi mất đâu 2 cái đế này, hơi cũ vứt vì không còn bao kia, không có bao to nên là phải bỏ vào cái túi túi dụng giấy rác thường. Cái này thì nó vẫn nấu bình thường nha quý vị nhá, nướng nó thử vẫn ok hết nhưng mà không dùng đấy. Bên này con này đời bao nhiêu đây, đời 2012, mọi chức năng vẫn hoạt động tốt nhưng mà nó cũ, không dùng đấy nó vứt đi cho nhanh, bán thì cũng không ai mua, cước nó cao hơn là nồi nhiều đấy. Thì lần này đi vứt tí ra bãi rác, có cái gì em quay vị cùng coi luôn. Đây là 2 cái kiện là em mang ra đây quý vị. Hôm nay thì rác người ta vứt ít, mọi hôm nó ra tận đây thôi, ra đây hôm nay ít, nay ít. Xem đây có gì quay cho quý vị coi nhé. Thì đây có một cái nồi áp suất này, áp suất này. Đây có gì đây, bếp giọt sưởi, đèn thứ thì không nói rồi, bếp ga không nói rồi, ra thì không 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 cần thiết rồi, không có nhu cầu rồi. Đây thì có nồi cơm này, một cái này, con voi GDC, đây là cái gì đây, cái máy hút bụi này, Panasonic này, nồi cơm GDC nhá. Ok, cái này thì tạm thời để ở đây đã, để xác thu nhập được, thu nhặt được thì thu nhặt. Đây có một cái bình nấu nước của gì đây này, gì đây. Sang đây quay cho nó dễ. Đây còn lọ sữa sữa thì khi nào cũng nhiều, khi nào thì cũng lọ sữa nhớ. Đây là cái gì để học đồ chơi của trẻ con, bạn trẻ con. Đây thì xong chảo, đây một cái nồi cơm nữa, cơm cũ thế hệ cũ. Đây này thì là một cái nồi cơm, nồi cái nấu nước của gì đây, Tiger, cũng là Tiger, cái của em trước ở nhà cũng là Tiger. Đây là đời nó bao nhiêu nhìn không rõ được, trong này nó có rác nữa nên không không nhìn rõ. Đời năm 07 à, 07 thì 07 017 là cả nhà, đời 2017 à. Được, tí nữa sẽ quay lại kiểm tra sau. Quay quý vị coi trước đó. Ở đây có một cái nồi cơm này. Đó. Panasonic. Em đeo trên đầu cái đèn em mua 400-500 nghìn. Nó sáng, sạc có USB nên là không 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 lo. Sau này về Việt Nam mang về dùng được, rất là sáng. Pin rất là lâu. Mấy chế độ sáng mình có thể chọn là sáng mạnh, sáng yếu tùy mình. Vì cái mùa đông này thì đi quay nó dễ, ra đây quay dễ vì ít người ta đi lại quý vị. Ở đây không phải là bãi rác mà là cái điểm tập kết thôi. Ngày mai thì người bên công ty rác người ta sẽ bê đi hết. Sạch sẽ. Đấy. Chỉ có đèn giữa đường là có ô tô dừng thôi. Còn không 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 có người. Mùa hè thì người ta sẽ dẫn chó đi đi dạo đây nhiều, sẽ nhiều lúc nhiều người, người ta sẽ đem nồi Panasonic này. Nhắc ra cái này tí nó lợi cho một ông em ở trong công ty, có ông em cũng bảo anh nào đi lấy cho em cái nồi, em cái nồi của em nó kiểu sắp hỏng. Đây, được, ok đây. Panasonic này. Nồi này là nồi cao tần, ấn nút ở trên này. Có cái gì đây, máy tính này, đồ này thì không cần thiết, ở đây.
trong chảo thì khi nào cũng nhiều luôn nha quý vị nhé. Đây, để cái nồi pha non này đây, quay bên này xem có gì quý vị coi không. Này thì mọi cái đồ dây điện đóm này cũng dùng được, nói chung dây điện đóm thì thoảng em vẫn phải đi mua một cái dây mấy chục nghìn ngoài đồ cũ ấy. Thì cái dây này vẫn ngon, dây này vẫn ngon, mình giờ cũng không cần thiết nhiều quá. Ở đây là cái gì, máy hút bụi, bụi thì không cần rồi. Thì máy sửa này, cái này có gì đây, ở đây có cái nồi cơm này Hitachi, ủa nồi to quá, nồi này chắc bằng hỏng thôi, thì cái đèn nó không sáng. Đây có nồi JGC này, đèn cũng không sáng. Đây pi cúc này, nấu nước này nhiều. Đấy, bên này thì đây có sửa máy sấy này, nồi cơm này, vừa nhỏ. Phía dưới không biết là có cái bếp ga cũng như đợt trước ấy. Em đi thấy cái bếp ga nhưng đợt đấy kia đường biển gửi chưa được nên em không lấy. Giờ thì được gửi được rồi, em cũng có gửi mấy cái bếp ga đi biển về Hồ Chí Minh nha quý vị nhé. Thì giá Việt Nam rồi tầm 2 triệu mấy, 3 triệu hơn gì đó một cái. Thì nói chung quý vị có nhu cầu bếp ga mặt men là mặt kính thì em cũng có, một số anh em cũng làm ở bên này gửi về cũng có. Đấy thì đang ra vứt kia đồ của em. Đây cái bếp ga này, vứt vào đấy rồi. Thì sang nồi cơm vứt đây, nhưng trong này có mấy cái pin thì phải sang bên kia phân loại nha quý vị. Thì tạm thời em sẽ tạm dừng video để đi phân loại rác, vì bên này vứt rác là phải phân loại, không người ta sẽ điều tra trả về tận nhà chứ không phải như mình. Đấy, thì em tí nữa về xem nhặt được cái gì em về quay cho quý vị coi. Hai cái nồi cơm em vừa mới lấy về nha quý vị. Cái này Panasonic này thì cũng là cao tần, rồi Rusi này thì cũng là cao tần, con này đời 2015 này. Đèn điếc thì vẫn màn hình nhận sáng hết, còn khá là ok. Em nấu thử thì nước sôi sục ra đấy. Cái này Panasonic đời 2018, ngon hơn, cũng là nồi cao tần đẹp hơn. Thế là em để con này em dùng, cái nồi này em quăng mất rồi, nặng quá. Con này là cao tần là vừa đấy, nước thì cũng sục rồi, em vừa đổ thêm nước với nãy nó cạn mất nước rồi, nước còn sôi rồi, nó sủi rồi. Thì đây là cái nồi này, ra cua em, cái này thì nó đời 2015, nó sợ hơn chút, cái nồi đấy nó nước sôi luôn. Kessie, tôi đây Kessie, đấy nước sôi luôn. Đây, cái nồi này giữa nó có bị đáy nồi ấy, bị toạc mất một miếng ấy. Thì nhận lại cho cô em dùng. Còn mình dùng cái ngon hơn chứ, đẹp hơn chứ. Đây. Đấy, công mình nhặt à. Đấy, thì nó có nồi bé tí, nấu thanh niên nấu nồi bé tí này không đủ ăn. Mua thì nó có nhiều mà đắt. Hàng cũ thì cũng không rẻ, mua quán không rẻ tí nào. Nhưng cái con này đấy, cái nhà này nó vứt ra ngoài nó quán nó bán thì vẫn được mấy sen rồi, mấy trăm nghìn thôi. Đưa về Việt Nam cái này đời 2018 bán còn ngon chứ. Con này đời 2015 này cũ hơn chút thì cái nồi nó bị đảo xấu chút, ra bán thì không còn thua, nó vứt thì cũng có lý. Còn thằng này vứt thì hơi lãng phí này, thật là hơi lãng phí. Ở trên này có hai cái thành phẩm vậy, em chia sẻ với anh chị của chú cùng xem. Còn kia mấy cái nồi cái nấu nước như của em đang có kìa, thì nó cũ quá. Nãy có hai cái, một cái Tiger, một cái của Peacock mà nó cũ quá thôi em không lấy. Còn có hai ba con nồi cơm 1.8 nữa, nó to đùng em cũng không lấy luôn. Rồi em xin chào quý vị và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.